Sáng ngày 17 tháng 9, tại quảng trường Công viên Bà Rịa ở đường Điện Biên Phủ, phường Phước Nguyên, tỉnh ủy tổ chức lễ khai mạc triển lãm với chủ đề Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến bước dưới cờ đảng Quang Vinh. Cuộc triển lãm này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, đoàn thể, đơn vị quân đội và các tầng lớp nhân dân tham dự buổi lễ. Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày, giới thiệu những thành tựu đạt được của các sở ban ngành địa phương, doanh nghiệp ở Bà Rịa Vũng Tàu qua 6 kỳ đại hội trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, định hướng phát triển trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển lãm Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến bước dưới cờ đảng Quang Vinh được tổ chức tại 3 địa điểm: quảng trường Công viên Bà Rịa từ ngày 17 tới ngày 25 tháng 9, nhà truyền thống cách mạng số 1 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9 và trung tâm hội nghị tỉnh từ ngày 23 tới ngày 25 tháng 9.